Hướng dẫn sử dụng loa Gotek Stormic từ A đến Z. Đầu tiên, cách kết nối và khởi động. Bạn sẽ bấm vào nút nguồn, đây là hình nút nguồn, bấm giữ cho đến khi nó lên đèn. Đây là âm thanh báo loa đã được bật. Sau đấy thì chúng ta sẽ mở điện thoại hoặc là laptop, thiết bị của mình lên, vào cài đặt Bluetooth. Sau đấy thì các bạn sẽ chọn Gotek Stormic C8, bấm vào kết nối. Kết nối thành công, bạn có thể sẵn sàng mở nhạc và thưởng thức. Thứ hai, tăng giảm âm lượng và chuyển bài hát thì chúng ta sẽ sử dụng nút dấu cộng và dấu trừ này nhé. Nút dấu cộng là để tăng âm lượng, còn dấu trừ để giảm. Để chuyển bài hát, ngoài việc điều khiển bằng điện thoại thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách nhấn giữ nút cộng hoặc là trừ. Dấu cộng thì sẽ là để chuyển bài hát tiếp theo, còn trừ thì sẽ là lùi bài hát trước đó. 3. Phát và tạm dừng. Có cái nút hình tam giác này, các bạn bấm một lần để dừng phát nhạc và bấm một lần nữa để phát tiếp. Nếu như bạn nhấn giữ 3 giây vào cái nút tam giác này thì sẽ là để thoát hoặc là kết nối lại Bluetooth. Thoát. Kết nối lại. Thứ tư, chế độ radio. Nghe radio bằng cái loa này rất là thú vị. Các bạn sẽ sử dụng cái dây tai C này có sẵn trong bộ sản phẩm để đóng vai trò làm anten nhé. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Để chuyển sang chế độ radio, các bạn bấm vào nút hình vô cực, bấm giữ. Chuyển sang chế độ radio. Để dò các kênh khác, các bạn sẽ bấm giữ cái nút hình tam giác này. Chúng ta kết hợp với điều chỉnh anten nhé. Anh đặt nhìn bằng tín hiệu Việt Nam tự. Vừa rồi là những thông tin trong. Các bạn sẽ bấm dấu cộng hoặc là dấu trừ để tiến hoặc là lùi cái kênh mà mình mong muốn. Vắng mặt từ ngày 20 tháng 8 năm 1990, Dĩ Hải các nạn nhân về nước. Dấu trừ. Thưa quý vị, đồng đồng tiếp tục. Hồ tuyên bố ông mất tích. 5. Một số các chức năng khác. Các bạn có thể quan sát ở đây cái hình mặt trời này, hình đèn này, đó chính là cái nút điều khiển đèn. Để chuyển đèn, chúng ta sẽ bấm và bấm. Để tắt đèn, các bạn sẽ nhấn giữ một lúc. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn các giắc cắm này, nó ở vị trí dưới tai nghe, chúng ta khéo léo mở ra. Cắm tai C này sử dụng để sạc loa. Còn chỗ này thì sẽ là có khe thẻ nhớ. Cái này là ổ cắm USB. Cái này là dây AUX kết nối. 6. Cách kết nối hai loa cùng một lúc. Nếu như hai cái loa này của bạn chưa có kết nối Bluetooth thì chúng ta chỉ cần mở nguồn hai cái loa lên, sau đấy thì bấm vào nút vô cực hai lần, bấm vào một trong hai loa, thế là được nhá. Còn với cái loa này của mình, nó đang kết nối Bluetooth, thế nên đầu tiên mình sẽ phải ngắt, bấm giữ nút tam giác 3 giây để ngắt kết nối Bluetooth. Sau đấy thì mình sẽ nhấn nút vô cực hai lần. Sau đấy thì chúng ta sẽ chuyển sang điện thoại, chúng ta kết nối lại với Bluetooth, vào cài đặt Bluetooth, kết nối lại với cái loa tên là Gotek Stormic C8. Đã kết nối. Sau đấy phát nhạc. Để xem nhé. Cả hai loa đã kết nối thành công.